tại lão hòa thượng thượng tịnh hà không giảng bộ đại kinh khoa chú này là lần thứ tư được mọi người khắp nơi trên thế giới nhiệt tình hưởng ứng pháp sư thích giác nhàn từ lâu đã đi theo đường lối của hòa thượng thượng tịnh hà không pháp sư thích giác nhàn có tâm nguyện muốn giới thiệu bộ đại kinh khoa chú giảng lần thứ tư này đến với tất cả hành giả tịnh độ để bày tỏ lòng tri ân đối với Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Kính mong những hành giả tịnh độ hữu duyên gặp bộ địa giảng này phát bồ đề tâm, chân thật, vâng lời và thực hành theo thì sẽ có hữu ích trên lộ trình tiến tu và thành tựu đạo nghiệp để một đời vãng sanh Tây Phương bất thoái thành Phật sau đó, thường nguyện tái lai, cứu độ chúng sanh, báo Phật ân đức. Pháp Sư Thích Giác Nhàn Kính Ghi Ngày 15 tháng 7 năm Giáp Ngọ 2014 Viện Chuyên Tu Đức Trọng Lâm Đồng Đà Lạt Việt Nam A-di-đà Phật Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 33 Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông Đây là bộ khoa chú giảng lần thứ tư khi Ngài ở vào độ tuổi gần 90 mươi. Các vị Pháp Sư Các vị Đồng Học Xin mời ngồi Mời mọi người Cùng tôi Quy y Tam Bảo a à xà lê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm thủy tòng kim nhật nại chí mạng tồn quy y phật đà lượng túc trung tôn quy y đạt ma ly dục trung tôn quy y tăng già trừ chủng trung tôn a à xà lê tồn niệm Ngã đệ tử diệu âm Thủy tòng kim nhật Nại chí mạng tồn Quy y Phật đà Lượng túc trung tôn Quy y đạt ma Ly dục trung tôn Quy y tăng già Trừ chúng trung tôn A xà lê tồn niệm Ngã đệ tử diệu âm Thủy tòng kim nhật Nại chí mạng tồn quy y Phật Đà, lượng túc trung tồn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tồn, quy y Tăng già, trừ chúng trung tồn. Mời xem Đại Kinh Hoa Chú Trang 198 Trang 198 Trang 198 Đếm ngược hàng thứ năm Xem từ chỗ này Hơn nữa viên trung sao ví Ngài Tứ Minh nói Nơi quả viên cực Tất cả danh tự Mỗi mỗi chẳng hư Rốt đáo thành tựu vì cảm. mỗi điều được nó chiếu cảm đều là chân thật tột cùng đây là nói đến thật tướng niệm phật ở chỗ này Niệm lão lại dẫn ra Những lời nói Của ô Khê Đại Sư Trong viên trung sớ Lời này là những lời được dẫn ra Của Tông Giả dạ Tứ Minh Của Tông Thiên Thai Nơi quả viên cực Chứng được quả vị cứu cánh cũng chính là viên mãn Hồi quý về tự tánh Tự tánh Chính là Thường tịch quan tịnh độ Được nói trong tịnh tông Bên trong cảnh giới này Tất cả Pháp đều không tồn tại. Chỉ có một mảng quang minh. Bên trong này, không nhìn thấy hiện tượng sanh diệt. Không nhìn thấy hiện tượng vật chất. Cũng không nhìn thấy hiện tượng khởi tâm đồng niệm. Thậm chí cũng không thấy hiện tượng tự nhiên. Cho nên gọi là thường tịch quan. Thường là không sanh không diệt. Vĩnh hằng bất biến. Đây gọi là thường. Tịch là thanh tịnh tịch diệt. không có ý niệm không có vật chất loại hiện tượng sanh diệt này chúng ta biết thập pháp giới lục đạo luân hồi đều thuộc về hiện tượng sanh diệt niệm trước diệt niệm sau sanh chúng ta không có gì tưởng tượng được tần suất cao này thế tôn hỏi bồ tát di lạc sở trường của bồ tát di lạc là pháp tướng duy thức Dùng lời hiện đại mà nói Ngài là một nhà tâm lý học Biết rằng Tất cả Pháp Từ tâm tưởng sanh Tâm làm thế nào Để tưởng vậy Gợi tâm đồng niệm một ý niệm thì chúng ta không biết được Phật đưa ra một vấn đề hỏi Ngài Tâm hữu sở niệm Kỷ niệm Kỷ tướng thức gia Đây là kinh văn Trong câu này Đã hỏi đến ba sự việc phàm phu khởi lên ý niệm ví như trong kinh dạy chúng ta phát bồ đề tâm nhất hướng chuyến niệm đây là một ý niệm trong ý niệm này có bao nhiêu ý niệm vi tế tổ hợp thành một niệm thố này. Niệm thố là cái gì? Chúng ta có thể phát hiện. Còn ý niệm vi tế, chúng ta không biết. Trước giờ vẫn chưa nghe nói qua. Câu trả lời của Bồ Tát Di Lạc là dùng một cái bốn tay thời gian của một cái bốn tay rất ngắn một cái bốn tay trong thời gian của một cái bốn tay có ba mươi hai ức trăm ngàn niệm đơn vị là trăm ngàn một trăm lần của một ngàn là mười vạn hay nói cách khác ba trăm hai mươi triệu nhân với mười vạn chúng ta có thể tính được là ba trăm hai mươi tỷ một cái bốn tay có ba trăm hai mươi tỷ ý niệm ngày nay chúng ta tính đơn vị thời gian là giây một giây chúng ta có thể bốn được mấy lần chúng ta bốn được nhanh một giây đại khái Tôi bổng được 5 lần. Người trẻ tuổi, thể lực tốt. Có người nói với tôi có thể bổng được 7 lần. Tôi tin tưởng. Nếu như bổng 7 lần, vậy là nhân với 7. Một giây là 320.000 tỷ nhân với 7. 3 lần 7 là 21 2 200 000 tỷ Trong một giây Niệm trước diệt Niệm sau sanh Một giây Có bao nhiêu lần sanh diệt? 2 200 000 tỷ lần Hiện tượng này Trên thực tế chính là ở ngay trước mắt. Sáu căn của chúng ta là hiện tượng vật chất. Sáu thức của chúng ta là hiện tượng tâm lý. Toàn bộ đều ở trong tần số cao này mà sanh ra huyện tướng có phải thật không không phải quán tự tại bồ tát dùng trí huệ thầm thâm quán chiếu quán kiến ngũ uẩn dai không ngũ uẩn dai không chính là vạn pháp đều là không tại vì sao tất cả pháp do ngũ uẩn tổ hợp thành ngũ uẩn đều đã là không còn một pháp nào là thật nữa chứ không có một pháp nào là thật xác trong ngũ uẩn là vật chất, thọ tưởng, hành thức là tâm lý. Ngày nay các nhà khoa học phân nó thành hai phần lớn, một cái là vật lý, một cái là tâm lý, bao gồm toàn thể vũ trụ. Phật nói với chúng ta Hiện tượng của hai loại lớn này Vẫn được không hề sai Có thể phân thành như vậy Nhưng Tâm cùng với vật Là một không phải hai vật gọi tác dụng là hiện tướng tâm là tương tự tương tục nói là một không phải hai cũng chính là nói trong xác có tâm trong tâm có xác căn bản không thể phân phân là sai ngay không phân thì đúng không phân là chân tướng phân là sai lầm là huyện tướng các nhà khoa học họ thì nói phân khóa học một bên nghiên cứu vật lý một bên nghiên cứu tâm lý trong vật lý có vũ trụ vĩ mô có lượng tử lực học vi mô lượng tử là vi mô quan sát cái nhỏ nhất xem là cái gì hiện tượng vật chất nhỏ nhất vũ trụ vĩ mô các nhà khoa học đối với gửi nguồn của vũ trụ họ nói là do vụ nổ nguyên do của vụ nổ này do được nhìn từ không gian của vũ trụ mỗi một tinh hệ tinh cầu đều xác rời chúng ta với tốc độ di chuyển rất lớn Tựa như vụ nổ vậy Vụ nổ lớn Vật chất đều bay đi khắp nơi Từ hiện tượng này mà suy đoán Chứ họ vẫn chưa nhìn thấy chân tướng Phật nói với chúng ta sự hình thành của vũ trụ không phải do vụ nổ lớn. Chẳng liên quan gì tới vụ nổ lớn. Vì sao lại nhìn thấy hiện tượng vũ trụ đang giãn nở? Phật Pháp Đại Thừa biết được sự giãn nở này là cái gì? Sự giãn nở của hiện tượng vật lý có liên quan đến tâm lý. Hiện nay, tâm lý có người đang giãn nở. Cái gì giãn nở? Tham dục giãn nở. Sơn hận giãn nở. Ngu si giãn nở. Ngạo mạn đang giãn nở. Hoài nghi cũng giãn nở tham sân si mạng nghi đây là hiện tượng tâm lý tham sân si mạng nghi không ngừng đang giãn nở tạo thành toàn bộ thái không những tính cầu tính hệ này tạo ra hiện tượng giãn nở khiến cho khóa học gia phát hiện được Các nhà khoa học chỉ nhìn thấy được mặt sự, chưa nhìn thấy được mặt lý. Phật Pháp, lý sự viên dung. Tánh tướng không hai. Để xem lúc nào các nhà khoa học có thể chứng minh được chân tướng sự thật được nói trong Kinh Phật hiện nay có một số ít nhà khoa học xem thấy những điều được nói trên kinh phật họ tin tưởng cũng không phải tất cả nhà khoa học đều tin tưởng chỉ có số ít thôi những người thuộc số ít này ngộ tánh rất cao tâm địa thánh tịnh tâm không thánh tịnh ngộ tánh không cao sẽ không thấy được những người này vì chúng ta làm chứng khiến chúng ta tính vào những điều được nói trong kính phật thấy đều là sự thật không có thứ nào là hư vọng thế giới cực lạc là... chính ở ngay trước mắt chúng ta chúng ta không thấy được do nguyên nhân gì Tâm của chúng ta không thanh tịnh Bị nhiễm ô Bị vọng tưởng Tạp niệm Của chính mình ô nhiễm Bị thất tình Ngủ dục ở bên ngoài Tham sân xí mạng nghi ô nhiễm Vì thế không thấy được chân tướng Những gì thấy được Đều là tướng hư vọng Tướng hư vọng này Tướng của lục đạo luân hồi Là tướng tương tự tương tục Của thập pháp giới Cự xây vần ở trong đó Chỉ có một số ít người Có học Đại Thừa Họ mới biết được Rốt cuộc đây là sự việc như thế nào Tuy là biết Nhưng không thể nói Ngạn ngữ gọi là Thiên cơ bất khả tiết lộ Không thể nói vì ừ. sao không thể nói Vì bạn ừ. chưa chắc có thể nói được chuẩn xác Vì ừ. sao không chuẩn Vì nó là sát na sanh diệt Cho nên nói không chuẩn được Sự biến hóa của nó quá lớn Làm thế nào để có thể có một thế giới gọi là an định hai hoa? Có một phương pháp trong Kinh Đại Tử Thừa cũng thường nói gọi là gom tâm về một chỗ. Bạn có thể khống chế được ý niệm của mình không để nó có sự sanh diệt, gom tâm về một chỗ, hoặc là gom tâm về một ý niệm, đây gọi là thiền định, định chân thực trụ được rồi, chân thực là vô niệm, không khởi tâm, không đồng niệm, không phân biệt, không chấp trước. chân tướng của vũ trụ bạn vừa nhìn liền nhìn được thấu xuống sau khi nhìn thấu tự nhiên bạn sẽ sanh ra đại trí huệ đại đức năng đại tướng hảo Đại trí đại đức đại năng Đây chính là Nguyên nhân thật sự Của việc năng hiện Chư Phật sát độ Hai người Cùng quan sát một nơi Quan sát Xâm la vạn tượng của thế gian hai người nhìn có sự khác nhau không những hai người nhìn có sự khác nhau một người nhìn cũng không giống tại vì sao niệm trước không phải niệm sau có sự khác biệt chúng ta nói sự khác biệt này là đại đồng tiểu dị còn trên thực tế trên thực tế không phải đại đồng tiểu dị trên thực tế là tiểu đồng đại dị chúng ta nhìn từ khoảng cách gần dường như tương đồng Nhìn từ khoảng cách xa mới phát hiện có sự khác biệt rất lớn. Khác biệt này chính là thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Không giống nhau. Công phu đặt đến cảnh giới cao nhất đạt được thanh tịnh bình đẳng. Pháp thân thanh tịnh của Như Lai hiện tiền chính ừ. là Bồ Tát nhìn thấy ngũ ẩn đều là không. Tướng bình đẳng xuất hiện Đây là trí huệ Diếu kiến trong thế gian pháp không có cái này. Thế gian pháp chỉ có sự váy mượn dùng công cụ khoa học tiên tiến để quan sát phát hiện Niệm niệm không ngừng Cũng chính là nói Mỗi ý niệm không dừng lại Các ý niệm không giống nhau Ý niệm từ đâu mà có Trên kinh Phật Có những danh từ học thuộc Nhưng không dễ hiểu chút nào Gọi là một niệm bất giá Bất giá Liền sanh ra vô minh Vô minh chính là Chủng tự của á là gia thớt Từ đó biến thành mạt na mạt na chính là từ tư tự lợi Nó rất kiên cố Cái này là kiên cố nhất Ngã kiến Ngã ái Ngã mạng Ngã si Đây gọi là tam độc phiền não Ái là tham phiền não Sơn hận phiền não Ngu si là phiền não tam đọc phiền não đều khởi lên khởi lên vào lúc nào vừa động ý niệm thì nó liền khởi vì thế gọi là câu sanh phiền não nó phát sanh cùng lúc với a la gia thức không có trước sau có a la da thì có nó chứng đắc quả vị viên cực chính là quả vị diệu giá được nói trong kinh hoa nghiêm trên bậc đẳng giác phía trên đẳng giác vẫn còn trên diệu giác thì không có vì vậy gọi là vô thượng bồ đề trên diệu giác thì hết rồi đây chính là quả vị viên cực tất cả những danh từ này mỗi mỗi chẳng hư danh từ này có ý nghĩa gì niệm đảo trong kinh đại thừa đã đưa ra cho chúng ta pháp thân bát nhã thật tướng chân đế chân như 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 pháp tánh tự tánh mỗi mỗi chẳng hư mỗi danh từ đều là chân thật vì ờ, sao vậy sao? vì từ quả biến cực cảm được hạp kỳ sở chiêu là chiếu cảm Giai cực chân cố Đều là chân thật nhất Vì thế đại kính dạy Thế đế chỉ có cái tên Không có thật nghĩa Thế gian này mọi người cho rằng nó là thật kỳ thật là một nhận thức sai lầm hữu danh vô thật ví như cái thân này của chúng ta thân là tên gọi có cái thân thật sự không không có Vì sao lại không có? Cái thân thật sự Thời gian nó tồn tại Chỉ có Một phần Hai ngàn hai trăm ngàn tỷ Của dây Làm sao có thể nói Nó là thật chứ Trong một giây Có bao nhiêu thân Có hai ngàn, hai trăm ngàn tỷ Cái thần đang sanh diệt Niệm trước diệt Niệm sau lại nói tiếp sanh ra Đây gọi là trần tướng Cho nên Nó hữu danh vô thực Lục đạo cũng như vậy Thạp pháp giới cũng như vậy không hề ngoại lệ à. nhưng để nhất nghĩa thì hữu danh hữu thực để nhất nghĩa là thật trong kinh nói với chúng ta bát địa trở lên bồ tát tự bát địa trở lên nói cái thân này là ta là hữu danh hữu thật nghĩa tại vì sao vì các ngài quả thật nắm chắc được một phần hai nghìn hai trăm ngàn tỷ của dây các ngài quả thật có thể nắm chắc chúng ta không nắm chắc còn các ngài có thể nắm được phật thì cứu cánh để nhất nghĩa đế cố không phải giả cái ý này tương đối sau hay chúng ta nói cách khác là trong một phần hai ngàn hai trăm ngàn tỷ của dây chính mắt của phật có thể nhìn thấy Nhìn được rõ ràng tường tận Ở Ngài là thật Danh và thật đều là thật Còn chúng ta Hữu danh vô thực Ngày nay chúng ta đã học qua kính Phật Biết được hiện tượng này Một phần hai ngàn hai trăm ngàn tỷ của dây Chúng ta nói câu danh hiệu này Đối với Một phần Hai ngàn hai trăm ngàn tỷ của dây Không hề có khái niệm Phật với Bồ Tát Đẳng Giá Thì có khái niệm Chúng ta không có khái niệm Chúng ta có thể nói ra một điều tương tự liên tục Cũng đã rất lợi hại rồi Vì sao vậy? Vì nó gần giống như vậy Biết bao người Ngay cả tương tự tương tục Cũng hoàn toàn không biết Ở cõi đời này Sống hết 100 tuổi Trước giờ đều không biết Chân tướng sự thật này Vì vậy Phật biết đệ nhất nghĩa Đức Di Đà Nay đã chứng được Đệ nhất nghĩa đế rốt ráo Nên một phen xứng tụng gia danh Vạn đức cùng phô bày A Di Đà Phật chứng đắc đệ nhất nghĩa đế rốt ráo chứng đắc viên mãn cho nên công đức danh hiệu của ngài không thể nghĩ bàn chúng ta vừa niệm câu Á Di Đà Phật này vạn đức cùng phô bày chương là hiển hiện ra trong câu danh hiệu này hiển hiện đại trí đại huệ đại đức đại năng của a di đà phật thể đều phô bày ra tùy phô bày ra nhưng nếu không phải phật nói với chúng ta chúng ta vẫn là không biết Chúng ta tin tưởng Phật không hề vọng ngữ. Tin rằng sự việc này là thật, không phải giả. Điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Niệm danh hiệu này chính là đem tất cả danh hiệu của chư Phật Như Lai thể đều niệm đến Đi một câu danh hiệu này Cũng chính là tất cả Pháp môn Kinh giáo mà tất cả chư Phật Của thập Phương Tam thế đã Thúy Không luận đại thừa tiểu thừa Không luận tông môn giáo hạ Không luận hiện giáo mật giáo Một thứ cũng không thiếu Đều ở trong một câu Phật hiệu này Còn đức danh hiệu Là bất khả tư nghì Đây đều là nói rõ Chỗ hữu ích Của trì danh niệm Phật Thật quá tốt Cái tốt này Không có gì tưởng tượng Lợi ích này cũng không cách gì tính đếm được Không nói ra được Xem tí phía dưới Di đà Vạn đức Tuệ nhật Đã phố bày Toàn thể tội lỗi hắc ám của chúng sanh ngay trong niệm ấy sẽ tự nhiên tiêu tan trần kiếp mấy câu nói này quá quan trọng A à Di Đà Phật, vạn đức Tuệ nhật đều ở trong một câu phật hiệu ngài hiển bày viên mãn tại thế gian tất cả chúng sanh. Từ vô thủy kiếp đến nay, mê hoặc điên đảo đã tạo ra vô lượng vô biên chủng tử tội nghiệp thể đều ở trong á là gia thức gặp được Vạn đức tuệ nhật của A-di-đà Phật Các chủng tử tạp khí Ở trong a la gia thức Ngay trong niệm ấy tự nhiên Sẽ tiêu tan trần kiếp Liền được diệt tội Cụ Đức có nói Niệm một tiếng Phật hiệu tiêu tám mươi ức ký trọng tội sanh tử chúng ta không dám tin tưởng chỗ này so với những lời nói đó còn xíu vượt hơn niệm một tiếng Phật hiệu tự nhiên đem vô lượng ký Cho đến nay Trần xa kiếp Là vô lượng kiếp Số lượng vi trần quá nhiều Quá lớn Nói không xuể Những tội lỗi hắc ám Của vô lượng kiếp Đều bị tiêu tan bạn xem, trong niệm ấy tự nhiên sẽ tiêu tan trần ký. Hư dối chẳng thật đã bị tiêu trừ. Tội tánh vốn không. Đây chính là nói rõ. Trong tự tánh không có tội nghiệp. tội nghiệp được chứ ở đâu? chứa trong chủng tự của A La Da. Một người khi đã minh tâm kiến tánh sẽ không cần thấy A La Da, không còn vọng tâm chấn tâm hiện tiền. Tất cả tội nghiệp Thế đều là vọng tâm Do tâm mê hoặc điên đảo Mà tạo thành Trong tâm thanh tịnh của tự tánh Không có tội nghiệp Cho nên Tội tánh vốn không Có a à là da Bạn liền có tội nghiệp không có a à là da tội nghiệp cũng không còn a à là da là mê công đức xứng danh là ngụ một khi ngụ tất cả tội nghiệp đều không có Phật Pháp chú trọng giác ngộ Phật Pháp được truyền đến Trung Quốc Tất cả sự dạy học Đều lấy khái ngộ Làm mục tiêu Cuối cùng Đều là muốn giúp người khái ngộ Ngộ là cái gì? Chính là đã minh bạch Còn mấy thì sao? Là hồ đồ Không hay biết chân tướng của tất cả vạn phá Đây là mê Hiểu hết chân tướng của tất cả vạn phá Đây là ngộ Chân tướng vạn pháp là cái gì? Trên Kinh Kim Cang nói với chúng ta Đương thể tức không Liệu bất khả đát Trong Pháp Mông niệm Phật Buông xuống vạn duyên Nhất hưởng chuyến niệm A-di-đà Phật Đây chính là đã ngộ Tuy vẫn chưa triệt ngộ Vãng sanh đến thế giới cực lạc liền triệt ngộ. Chúng ta không thể không biết. Vì vậy, những điều hư dối chẳng thật đã bị tiêu trừ. Vô lượng vô biên chủng tự thói quen được hàm chứa trong a la gia một khi khái ngộ thể đều tiêu trừ tìm không thấy nữa công đức xương danh lớn như hư không sẽ tự nhiên sanh ra tội trưởng không còn công đức sẽ hiện tiền là công đức gì? Sừng danh Các vị nhất định phải ghi nhớ Chúng ta phải cảm ơn Hải Hiền Lão Hòa Thượng 92 năm Thời gian dài như vậy kỷ niệm Một câu danh hiệu nếu bạn muốn biết công đức danh hiệu bạn liền nghị đến hải hiền lão hòa thượng hai mươi tuổi bắt đầu một trăm mười hai tuổi vạn sanh câu phật hiệu này niệm hết chín mươi hai năm nếu như bạn muốn hỏi tôi những điều hư vọng không thật của hải hiền lão hòa thượng được tiêu trừ vào lúc nào ở phía trước tôi đã nói qua theo tính toán của tôi có lẽ là vào lúc ngày 30 đến 40 tuổi tính toán này của tôi là có căn cứ không phải tùy tiện mà nói à. cách làm người của hải hiền lão hòa thượng quả thật đầy đủ điều kiện gồm sáu chữ thật thà nghe lời thật làm Chỉ cần đầy đủ sáu chữ này Phật hiệu giáo ngài niệm Cùng với Phật hiệu của người thông thường Công đức không giống nhau Vì sao không giống nhau? Người như vậy Họ có tâm chân thành Họ có tâm thanh tịnh Họ có tâm cung kính Nếu một người có thể Có ba cái tâm này Mà niệm Phật Ba năm chắc chắn Sẽ niệm đến Công phu thành phiến Công phu thành phiến Chính là khởi nguồn của nhất tâm bất loạn họ tiếp tục nâng lên chính là sự nhất tâm bất loạn tâm thanh tịnh hiện tiền trên đề kinh của chúng ta là thanh tịnh bình đẳng giá tầm thanh tịnh hiện tiền hay nói cách khác vọng tưởng tạp niệm không còn cần báo lâu ba năm ba năm đầu tiên công phu thành phiến ba năm thứ hai sự nhất tâm bất loạn thêm ba năm nữa lý nhất tâm bất loạn chín năm mười năm khẳng định có thể chứng được chứng được lý nhất tâm bất loạn chính là tội tánh vốn không người này đã chuyển thất thành trí xem từ chỗ nào thất tình ngũ dục còn rất mỏng Cái khó bốn xạ nhất của Phạm Phu là tình chấp. Còn họ thì xem nhẹ tình chấp. Gần như không có. Còn đức xưng danh lớn như hư không. Sẽ tự nhiên sanh ra vì sao có thể tự sánh họ vốn dĩ có sẵn công đức vốn sẵn đầy đủ của tự tánh tự nhiên hiện tiền chân thật không thể nghĩ bàn vì thế tôi xem chiếc đĩa này càng xem tôi càng tự tin lời này của tôi sẽ không nói sai có lẽ ngày trước hoặc sau 40 tuổi là đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh một câu a di đà phật chân thành thánh tịnh cùng kính thật thà nghe lời thật làm ngài đã làm được Chúng ta phải chuẩn bị đủ sáu chữ này, hai câu sáu chữ này. Quyết định có thể thành tựu, sẽ thành tựu giống như Ngài Hải Hiền. Ngài bản Sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là thuộc phạm vi nào? Thượng Bối, Thượng Sanh, Sau khi chứng được lý nhất tam bất loạn Vẫn ở lại thế gian Vẫn chưa đi Vì sao vậy? A-di-đà Phật Giao nhiệm vụ cho Ngài Kêu Ngài biểu pháp Biểu pháp gì? chủ yếu chính là biểu bản hội tập của lão cư sĩ hà liên cư bởi vì hiện nay mọi người không tin tập chú kinh vô lượng thọ của lão cư sĩ hoàng niệm tổ biểu pháp cho những người phế bình hiện nay. Chúng ta rất may mắn gặp được pháp môn này. Một lòng chuyên tu. Nhờ biểu pháp của Ngài chúng ta tin tưởng, chúng ta không tiếp tục nghi hoặc. Cho dù bất kỳ ai phỉ bán phản đối, chúng ta cũng sẽ không để ý họ. Chúng ta là một bộ kinh, một bộ chú giải, y giáo phụng hành trong một đời này nhất định vãng sanh nhiều năm qua rất nhiều người phỉ bán tôi thái độ của tôi chính là cung kính họ lễ bái họ những lời họ nói Không cần để ở trong tâm Để lời của Phật vào trong tâm Tôi biết rất rõ Có nhiều bổn hội tập Quả thật trong đó Có sửa đổi văn tự Lão cư sĩ Hạ Liên Cư Hội tập bộ kinh này Dùng thời gian hết 10 năm đích thực làm được chữ chữ câu câu đều là trong nguyên bản không hề sửa đổi một chữ. Bạn muốn nói ngài ngụy tạo nói ngài không như phá. Nhưng lại không tìm thấy chứng cứ Trong bộ kinh này Trong bộ của Vương Long Thư có thể tìm thấy Bộ sách của Nguyễn Mạc Thâm cũng có thể tìm thấy Không tìm thấy trong bộ sách này Hà Lão cư sĩ hội tập bộ sách này Tôi tin rằng Ngài biết Biết rằng sau này sẽ có nhiều người phản đối Phê bình như vậy Lão Sư Lý Truyền cho tôi quyển sách này Không có nói tỉ mỉ sự việc này Chỉ là thức tỉnh tôi Bởi vì lúc đó tôi muốn giảng bộ kinh này thầy nói thời tiết nhân duyên chưa đến bảo phải cất lại trong lời có lời làng sống lớn như vậy sẽ gây rắc rối lão xử lý vào lúc đó nhìn thấy rất rõ ràng tường tận thời gian cái này cho tôi tôi có tấm nhẫn nại tôi có thể nhẫn nhục nếu như không thể nhẫn nhục bạn đi phản bác họ cái này gọi là càng làm càng lớn chuyện Thật sự đã bó nhỏ toàn thế giới Phật giáo Vì vậy cách ứng biến là không được nói một câu nào chính là nhẫn nhục nhận đến cùng Dù bạn có nói thế nào tôi vẫn ngày ngày đọc tụng tôi ngày ngày vẫn còn mấy vị cùng nhau chia sẻ Hiếm có nhất là Mười mấy năm gần đây Chúng ta có đài truyền hình vệ tinh Chúng ta có mạng internet Thỉnh chúng đều không ở trước mặt Tốt, thanh tịnh Thỉnh chúng ở khắp nơi trên thế giới Môi trường lớn sẽ không tốt. Môi trường nhỏ một chút vẫn tốt hơn. Bạn ở nhà theo dõi Không có người chờ đợi quá nhiều bạn. Chúng ta thật sự được thọ giáo. Chân thật được lợi ích. Sao cùng gặp được biểu pháp của Hải Hiền Pháp Sư tâm của chúng ta được định xuống không còn tiếp tục nghi hoặc nguyện tâm của chúng ta kiên cố sẽ không còn dao động quyết định một lòng chuyên niệm A à, Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ vĩnh viễn cũng không thay đổi. Mấy câu nói này ở mặt sau của cứ thượng sao nghĩa Hoàng niệm lão cư sĩ đã là một cái tổng kết cho chúng ta căn cứ ý nghĩa của viên trung sở nhất xưng danh hiệu công đức thượng nhiên niệm một tiếng danh hiệu a di đà phật đều có công đức lớn như vậy cũng là phát bồ đề tâm Nhất hưởng chuyến niệm như trong kinh này Bộ kinh này dạy cho chúng ta Phát Bồ Đề Tâm nhất hưởng chuyến niệm công đức đó quả thật Bất khả tứ nghì Hy vọng đồng học chúng ta có thể thể hội được ý nghĩa này Ở trong pháp môn này Đạt được pháp hỷ chân thật Chúng ta xem tiếp đoạn thứ sáu bên dưới Trì danh chính là thậm thâm bác nhã chúng ta xem nguyên văn của niệm lão niệm đến mức thuần thục vạn duyên đều bỏ hết năng lẫn sở cùng tiêu sạch chính là vô trụ trong kinh kim cang nói đến vô trụ những lời này vô cùng quan trọng cần phải niệm đến thuần thục niệm đến thuần thục không khó Buông xuống vạn duyên khó. Vạn duyên không thể buông xả. Tuy thuần thục nhưng vẫn có chướng ngại. Có vọng tưởng, có tạp niệm. Công phu của bạn không thuần. Nhất định phải năng lẫn sở cùng tiêu sạch. Màu chẳng buông bỏ Không nên dây dừa không dứt khóa à. Tiệm là từ từ buông xả Đúng là buông xả ngay tức khắc Tôi đã minh bạch Tôi đã làm rõ Tôi lập tức buông xả Đây chính là vô trụ được nói trong Kinh Kim Cang Vô trụ chính là tâm thanh tịnh bình đẳng hiện tiền ư thử trí thời vào lúc này một câu phật hiệu rạng người minh bạch liên tục chặn dứt thì chính là sanh tâm đây là dùng kinh kim cang bát nhã để trì danh niệm Phật. Đây vốn là chỗ chúng sanh chưa đạt đến Ừng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm Phật nói đối với ai vậy? Nói đối với người thượng thượng căn Đại biểu người thượng thượng căn ở Trung Quốc Chính là đột tổ Huệ Năng Đại Sư của Thiền Tông ngài chính là tám chữ này đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh ngài đi làm phật rồi chúng ta theo thiền tông theo bác nhã những pháp môn này Chúng ta làm không được. Nhưng tư dĩ niệm Phật cố tư tư là ngày nay hiện tại chúng ta dùng pháp môn niệm Phật này ám hợp đạo diệu âm thầm hợp nhất với ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm một khi tác bồ đề tâm nhất hưởng chuyến niệm thật sự tương ứng với vô trụ sanh tâm Chẳng hành mà hành Chẳng đến lại đến Chúng ta chẳng hề vô trụ sanh tâm Niệm các vật hiệu này tự nhiên Tương ứng với vô trụ sanh tâm Đạt đến cảnh giới vô trụ sanh tâm Đây là chẳng đến lại đến sau đó mới biết câu nào cũng là phật tri kiến không luận niệm sáu chữ hay niệm bốn chữ a di đà phật là phật tri phật kiến niệm nào cũng tỏa ánh quang bát nhã tiếng tiếng phật hiệu đều phóng quang minh đại bát nhã mật giáo nói âm chữ đều là thật tướng thanh là âm thanh a di đà phật tự là hình tướng của chữ. A Di Đà Phật bốn chữ. Không luận là tiếng, không luận là chữ, thấy đều là thật tướng. Không phải tướng hư vọng, nó là thật tướng. tại vì sao vì nó có thể giúp chúng ta chứng được thật tướng giúp chúng ta chứng được vô trụ giúp chúng ta chứng được sanh tâm vì vậy mật giáo nói tiếng cùng với chữ đều là thật tướng cho nên niệm danh phật Chính là niệm thật tướng Trì Sứ danh niệm, niệm Phật. Phật Các vị thật tướng niệm Phật Thật tướng niệm Phật Là Pháp thân Bồ Tát Các ngài đã làm được Người chưa chứng được Pháp thân Sẽ không làm được Nhưng Người chưa chứng được Pháp thân chịu phát tâm buông xuống vàng duyên nhất tâm chuyến niệm phật hiệu họ à, chính là thật tướng niệm phật chúng ta đã xem thấy Ba vị đại đức của chùa Phật Lai Không phải chính là như vậy sao? Trong những năm tháng dài đằng đẵng Họ biểu diễn Thật tướng niệm Phật cho chúng ta trì danh niệm phật khác gì thật tướng niệm phật trì danh niệm phật chính là thật tướng niệm phật thật tướng niệm phật cũng chính là trì danh niệm phật bạn xem cách niệm phật ba người của chùa phật lai không phải đã rõ ràng rồi sao chúng ta xem tiếp một đoạn phía sau đoạn thứ bảy tiểu bổn có câu nhất tâm bất loạn bổn hiện nay không bảo là nhất tâm bất loạn mà chuyên chú vào nhất hưởng chuyên niệm chúng ta xem chú giải của niệm lão lại nữa trong hai kinh đại tiểu bản dịch tiểu bổn đời tần có câu nhất tâm bất loạn còn đại bổn không bảo nhất tâm bất loạn mà chuyên chú nhất hưởng chuyên niệm so sánh hai câu ấy làm phép so sánh điều được đề cao trong đại kinh là rõ ràng xác đáng lại khí hợp căn cơ của chúng sanh tỏ rõ ân đức vô cực của đấng từ tôn cái từ từ tâu này chính là A Di Đà Phật. Ân à. đức của A Di Đà Phật chân thật đạt đến tột cùng tiểu bổn là kinh a di đà có hai loại bản dịch bản mà chúng ta hiện nay lưu thông phổ biến là với đại sư kumala thập phiến dịch bản còn lại là của đại sứ huyền trang phiến dịch Đại sứ Huyền Trang là dịch trực tiếp hoàn toàn y theo phạn văn. Nhưng Ngài Cú Ma La Thập là dịch nghĩa. Ý nghĩa không hề sai. Không y theo loài kết cấu chương của phạn văn. Ngài là dịch nghĩa. Vì vậy, bộn sách của Cú La Thập Đại Sư chúng ta ưa thích đọc. Giống người Trung Quốc đọc một bài văn do chính mình viết vậy trong nguyên bổn dịch đó quả thật không có nhất tâm bất loạn mà là nhất tâm hệ niệm không phải nhất tâm bất loạn nhất tâm hệ niệm thì dễ nhất tâm bất loạn khó vì vậy có nhiều người xem thấy nhất tâm bất loạn nên không dám học kinh di đà vì sao vậy làm không được làm không được học rồi cũng chẳng ích gì trong quyển kinh vô lượng thọ này không có nhất tâm bất loạn vì vậy điều hiển bày có vẻ dễ dàng hơn nhiều chúng ta xem tiếp phần kinh văn bên dưới Sách Di Đà yếu Giải có giảng Chú giải Cũng đều có kinh luận Có chú sở Của Tổ sứ Đại Đức Yếu giải Là chú sở của Tổ sứ Đại Đức Nếu chấp trì danh hiệu Chưa đoạn Kiến tư Điều này phải nhớ kỹ. Kiến tư phiền não vẫn chứ đoạn do trì danh hoặc tán hoặc định nên trong cõi đồng cư chỉ làm ba bậc chính phẩm vãng sanh đến thế giới cực lạc là sanh vào đồng cư độ công phu niệm phật của bạn cạn sâu không đồng nên trong cõi đồng cư có ba bậc chính phẩm ngẫu ích đại sư nói với chúng ta công phu hoặc tán hoặc định định là có thời khóa nhất định một ngày quy định bao nhiêu đó tuyệt không thiếu bài giống lão cư sĩ hoàng niệm tổ sáu tháng sáu cùng định khóa của ngài là mười bốn vạn tiếng phật hiệu chân thật vạn duyên buông xuống gấp rút niệm phật Niệm được nửa năm thì vãng sanh, đó là định khóa. Tán khóa, không phải định khóa, những gì còn lại đều gọi là tán khóa. Vì vậy, thông thường không có nhiều đồng tu, có bài định khóa, bài khóa sớm tối là định khóa. Ngoài định khóa ra, có thời gian thì niệm Phật. Vừa nhớ ra liền niệm Phật, mọi lúc, mọi nơi. Đều nắm chắc thời gian, không để thời gian luống uổng. Niệm Phật sự việc này và tranh thủ từng phút giây. Niệm Phật tâm sẽ không còn tán loạn đây là việc tốt Ý niệm tốt nhất chính là Niệm A-di-đà Phật Không có ý niệm nào tốt hơn so với cái này Dầu cho bạn có đại tâm Đại nguyện Bi tâm Hy vọng Lợi ích cho chúng sanh trên thế giới Vẫn không thể xóa nổi với việc niệm Phật cầu sanh tịnh độ tại vì sao niệm ừ. phật cầu sanh tịnh độ Bi tâm trọng lớn của bạn mới có thể khởi tác dụng không ừ. thể sanh đến tịnh độ cái tâm đó không khởi được tác dụng vì sao vậy vì không có năng lực sanh đến tây phương tịnh độ giáo là Hạ Hạ Phạm Vãng Xanh và Phạm Thánh Đồng Cứ Độ cũng là A-di Việt Trí Bồ-Tát. Điều này rất quan trọng. A-di Việt Trí chính là Minh Tâm Kiến Tánh. Bồ-Tát Minh Tâm Kiến Tánh trí huệ thần thông đạo lực cũng gần giống như Phật. Hay nói cách khác Các ngài có thể phân vô lượng thần Cùng lúc cùng nơi Hoặc Cùng lúc khác nơi Đều có thể Phân vô lượng thần Có thể giúp vô lượng chúng sanh Các ngài thật sự Có bản lĩnh này Chúng ta ở nơi này Tuy rằng phát đại tâm Tâm có dư nhân lực không đủ, không làm được. Thế giới cực lạc có thể làm được. Không có chướng ngại. Không những A Di Đà Phật giá trị cho bạn mà tất cả chư Phật Như Lai của thập phương thế giới đều giá trị cho bạn. Vì vậy, thế giới cực lạc không thể không đi. Chúng ta lại xem tới bên dưới Nếu chỉ đến mức Sự nhất tâm bất loạn Cái gì là sự nhất tâm bất loạn? Kiến tư nhiệm vận tiến là Kiến tư phiền não đã đoạn Nhiệm vận là tự nhiên không còn Đây là do nguyên nhân gì? Công phu niệm Phật sau ngạn ngữ nói rằng đọc sách ngàn lần nghĩa kia tự hiểu chuyến từ phiền não không còn kiến hoạt đơn giản mà nói sẽ không còn chấp trước thân này là ta thần kiến biên kiến những tập tánh này đã không còn không còn tham sân xí mạng nghi đều là tự nhiên mất đi đây gọi là sự nhất tâm bất loạn sanh phương tiện hữu dư độ điều kiện vãng sanh phương tiện hữu dư độ có thể làm được không có thể chúng ta đã xem thấy rất nhiều tấm gương người ta niệm phật có thể niệm thành công bí quyết thành công chính là thật thà nghe lời thật làm Bí quyết thành công chính là buông xả nhìn thấu buông xuống tự tại nếu như không thể buông bỏ chướng nạn sẽ trùng trùng bạn không thể không biết chúng ta xem thấy người khác làm thế nào mà thành tựu hải hiền lão hòa thượng là tấm gương tốt nhất thật sự nhìn thấu thật sự buông xuống trong tâm chỉ có a di đà phật ngoài a di đà phật ra Mọi thứ đều buông bỏ. Khói phục về thanh tịnh bình đẳng giá. Nếu đạt đến mức lý nhất tâm bất loạn phá rộng toàn một phẩm vô minh cho đến 41 phẩm Xanh vào thật báo trang nghiêm tịnh độ cũng chứng một phần thường tịch quan độ đây là lý nhất tâm lý nhất tâm thì vô minh phá được rồi cái gì là vô minh khởi tâm đồng niệm bản thân chúng ta biết mắt thấy xác nhìn được rõ ràng là trí huệ tai nghe tiếng nghe được rõ ràng đây là trí huệ như như bất động đó là định công Nhìn được rất rõ ràng, không hề động niệm. Không khởi tâm không động niệm. Đây gọi là định, định công. Một khi phá được vô minh, tất cả đều đã phá. Bạn nghĩ thử xem, không khởi tâm, không đồng niệm. Vậy vẫn còn cái gì? Trước khi chưa phá vô mình, khởi tâm đồng niệm, phân biệt chấp trước, phá chấp trước, chấp trước không còn, nhưng vẫn còn phân biệt. Phân biệt không còn, vẫn còn khởi tâm đồng niệm khởi tâm đồng niệm không còn nhất thiết pháp liệu bất khả đắc đây gọi là lý nhất tâm lý nhất tâm bất loạn Thậm chí 41 phẩm 41 phẩm này Vẫn còn 41 phẩm sao? Không khởi tâm, không đồng niệm Thì làm gì có 41 phẩm chứ? Nếu như vẫn còn 41 phẩm Đó là bạn vẫn là khởi tâm đồng niệm Vô minh của bạn vẫn chưa phá Vô minh phá rồi Vọng tưởng phân biệt chấp trước Thấy đều không còn Có 41 phẩm Đó không phải là vọng tưởng sao Vì vậy 41 phẩm Ở chỗ này là chỉ chờ cái gì tập khí vô minh Vô minh đoạn rồi tập khí chưa đoạn tập khí không dễ gì đoạn được Trong kinh điển phật thường dùng ví dụ để nói với chúng ta dùng bình đựng rượu ví dụ này được dùng nhiều nhất bình đựng rượu rượu đã đổ hết đi quả thật không còn chiếc bình đã được trà rửa sạch sẽ nhưng ngửi thử vẫn có mùi cái mùi đó chính là tạp khí phải làm sao không có biện pháp đoạn chỉ có một phương pháp không để ý tới nó Mở chiếc bình để ở đó Để nửa năm Để một năm Ngửi này Thì không còn mùi nữa Cách đoạn chính là như vậy Không khởi tâm không đồng niệm Bạn phải biết Chư Phật Như Lai Không những không còn vô minh, tập khí vô minh cũng không còn. Pháp thân đại sĩ, vô minh đoạn rồi, tập khí vẫn chưa đoạn. Các ngài, trong thập pháp giới, trong lục đạo, hiện thân thuyết pháp, giáo hóa chúng sanh, Nếu chúng ta hỏi họ có khởi tám đông niệm không? Họ thật sự không có khởi tám đông niệm giống như Phật Thích Ca Mâu Ni ba ngàn năm trước xuất hiện tại Ấn Độ thể hiện bác tướng thành đạo cho chúng ta dạng kinh dạy học 49 năm ngài có khởi tâm đồng niệm không? nếu như có khởi tâm đồng niệm, ngài là phàm phu, ngài không phải thánh nhân, ngài thật sự không có khởi tâm, không có đồng niệm, không có khởi tâm đồng niệm, làm sao có thể hiện bác tướng thành đạo đứa làm sao có thể giảng kinh dạy háo? Đó chính là hai câu nói trên Kinh Kim Cang Ứng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm Không khởi tâm, không đồng niệm, không phân biệt, không chấp trước là ứng vô sở trụ Nhi sanh kỳ tâm Chính là bác tướng thành đạo 49 năm Dạng kinh dạy học tuy thị hiện bác tướng, thị hiện 49 năm dạy học, nhưng không hề khởi tám đồng niệm. Những kinh này, từ đâu mà lưu xuất ra vậy Từ trong tự tánh, tự nhiên hiện bày ra. Chúng thành có cảm, vật liền có ứng. Ứng là tự tánh ứng. Mọi thứ là do tự tánh lưu xuất ra Vì vậy nó là thật Nó không phải giả Danh hiệu là do tự tánh lưu xuất ra Kinh điển cũng là tự tánh lưu xuất ra Không như phàm phu Chúng ta viết văn Là do ý thức thứ sáu Của chúng ta nghĩ ra Đó không phải thật Là giả Pháp thân Bồ Tát Người minh tâm kiến tánh những thứ của họ đều là tự tánh đô xuất ra. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Vậy bạn muốn học Phật, bạn cần phải kiến tánh. Sau khi kiến tánh, những thứ trong tự tánh của bạn lưu xuất ra, hoàn toàn tương đồng với chư Phật như Lai. Không có một chút sai khác là nguyên vị của tự tánh. Lý nhất tạm bất loạn thanh vào thật báo trang nghiêm độ cũng chứng một phần thường tịch quan độ ngày càng rõ ràng đối với thường tịch quan nhưng họ không tiến vào được. Họ không thể dung hòa cùng Thường Tịch Quan. Do nguyên nhân gì? Tạp khí phiền não vô thủy vô minh vẫn chưa đoạn. Tạp khí phiền não vô thủy vô minh. Chính là chứng ngại việc bàn chứng nhập Thường Tịch Quan. Ngoài sự việc này ra Chứng ngại gì cũng không có Vì vậy Pháp thân Bồ Tát Phải trụ ở thật báo độ Bao lâu Bà A Tăng Kỳ ký Tạp khí mới có thể đoạn dứt Phân tập khí Vô thủy vô minh Thành 41 đẳng cấp Thập trụ Thập hạnh Thập hồi hướng Thập địa Đẳng giá 41 đẳng cấp Đều là tự nhiên Thời gian lâu dần Tự nhiên sẽ không còn Nói bạn đang ở đẳng cấp nào đó liền biết bạn trụ ở thật báo độ của thế giới cực lạc được bao lâu viên mãn phải đặt đến đẳng giá đoạn mật phẩm tạp khí vô mình sau cùng chứng nhập thường tịch quang là bà a tăng kỳ kiếp Ba đại A Tăng kỳ kiếp Do như vậy mà có Là cái ý này Trong thật báo độ Của thế giới cực lạc Có thể rút ngắn thời gian một chút không? Trong tưởng tượng của chúng tôi Là rất có khả năng Tại vì sao? Nếu như không thể Pháp thân Bồ Tát của thập phương thế giới hà tất phải vãng sanh thế giới cực lạc chứ điều này không cần thiết ở thế giới cực lạc ở thế giới hoa tạng ở thế giới mật nghiêm đều như nhau hà tất phải đổi nơi khác không cần đổi các thân Bồ Tát ở những thế giới đó cũng muốn cầu sanh thế giới cực lạc có thể thấy thực báo độ của thế giới cực lạc thù thắng hơn so với thực báo độ thông thường của chư Phật như lai Họ vẫn sanh đến nơi đó mới có ý nghĩa. Nếu không, không cần thiết phải đi. Đó chính là nói cõi đồng cư của thế giới cực lạc siêu việt cõi đồng cư của thập phương chư Phật Cõi phương tiện của thế giới cực lạc cũng xứ việc cõi phương tiện của thập phương thế giới. Cuối cùng chính là bao gồm cõi thật báo trang nghiêm của thế giới cực lạc cũng xứ việc cõi thật báo của tất cả chư Phật như lai. Như vậy mới có thể nói được thông phía sau đoạn này vô cùng quan trọng nghĩa là tán tâm trì danh liền được vạn sanh đồng cứ tịnh độ câu này quan trọng vì sao vậy tán tâm trì danh liền được vạn sanh đồng cứ tịnh độ chúng ta có phần chúng ta có thể làm được điều nói ở phía sau chúng ta làm không được Chúng ta nghe câu này liền được an tâm Nếu niệm đến mức Nhất tâm bất loạn Liền Vãng sanh Ba cõi trên Đây quả thật là cảnh hạnh Của hiền thánh Nào phải là khả năng Của phàm phu Lời này nói được quá hay nhưng nếu một người quả nhiên có đầy đủ thật thà nghe lời thật làm có được điều kiện này Lại có thể buông xuống vạn duyên Tình tận không ngừng Đều có thể làm được Sự nhất tâm với lý nhất tâm Theo tình huống thông thường sáng niệm có thể Niệm đến Công phu thành phiến Họ liền vãng sanh Liền đến thế giới cực lạc Á-di-đà à Phật Muốn Hải Hiền Pháp Sư biểu phá a di đà Phật Tìm người biểu phá Tuyệt đối không phải chỉ tìm một mình Ngài Trên thế giới có rất nhiều Có xuất gia, có tà gia Chỉ cần a di đà Phật tìm họ để biểu phá Khẳng định họ đã có đầy đủ điều kiện này nếu như không phải thật thà nghe lời thật làm á di đà phật sẽ không tìm họ khẳng định phải tìm kiểu người như vậy tìm kiếm người này phật đà nhất định thường giá trị cho họ thầm giá trị hoặc hiển độ giá trị khiến họ có thể đột phá tất cả chứng duyên những người này vượt trong lúc ấm thầm giá trị cho họ cũng có lúc nhất định phải hiển bày giá trị cho họ một cách rõ rệt chúng ta xem tới bên dưới nếu cứ phải nhất tâm bất loạn Nếu như nói Nhất định Phải nhất tâm bất loạn Mới có thể vãng sanh Thử hỏi Chúng sanh trong biển khổ Mấy kẻ Đác độ Chúng sanh của lục đạo đốn hồi Được mấy người quá ít quá ít hóa ra pháp môn trì danh tiện dụng này cũng là đạo khó hành ư lời này nói được quá hay Pháp môn tịnh độ không phải hiếm lạ Nó là đạo khó hành Nó không phải đạo dễ hành Vì sao vậy Phải niệm đến nhất tâm bất loạn Mới có thể vãng sanh Vậy chẳng có gì khác biệt Với 84.000 pháp môn 84.000 pháp môn Thấy đều là như vậy Đoạn kiến tứ phiền não Chứng quả A-la-hán phá trần xa vô minh quyền giáo bồ tá đoạn một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân pháp thân đại sĩ thấy đều là như vậy pháp môn niệm phật cũng là như vậy vậy có gì là hiếm lạ pháp môn niệm phật được tất cả chư vật như lai tán thán được tất cả chúng sanh hoan nghênh chính vì nó chỉ cần Tạng tâm trì danh Nhưng đầy đủ tính nguyện Niệm Phật liền có thể vãng sanh Điều kiện này Thì chúng sanh trong lục đạo Người người đều có thể làm được Vì vậy pháp môn này Là pháp môn vạn tu vạn người về Một người cũng không xót Vì ừ, sao cuối cùng Xót mỗi bạn là không thể vãng sánh bởi vì lúc mạng chung không buông bỏ thế gian này bạn vẫn còn lưu luyến không phải a di đà phật không tiếp dẫn bạn là do bạn tham luyến thế gian này vì thế chúng ta những năm còn sống việc lớn quan trọng nhất Chính là phải buông xả thế gian này Một cách triệt để Một tứ hào tham luyến Cũng không có Vì sao vậy Lúc ra đi sẽ chướng ngại Tự tại vãng sanh Không cần người khác trợ niệm Không cần người tiễn vãng sanh đưa tiễn người vãng sanh có lúc sanh khởi tình chấp a di đà phật đến nơi đó tiếp dẫn bạn vãng sanh xem thấy người mà bạn ưa thích để có nhìn thêm một chút nhìn thêm một chút thì a di đà phật đã đi mất rồi cơ hội của bạn không còn thật đáng tiếc Cho nên phải học buôn xả Triệt đệ buôn xả Không có mảy mày tầm tham Như vậy lúc ra đi Mời chân thật Nắm chắc được Một câu sáu cùng xác tình độ Hợp tán lại ví Nương theo kinh này phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm mới đạt được nhất tâm bất loạn chẳng thể chuyên niệm thì thật khó để nhất tâm điều này nói được quá hay chúng ta hy vọng được nhất tâm bất loạn được hay không được Chỉ cần y theo phương pháp, lý luận của bộ kinh này mà tu học. Trong bộ kinh này về chúng ta phát bồ đề tâm nhất hưởng chuyên niệm. Bồ đề tâm chính là tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giá, tâm từ bi. Chúng ta sinh hoạt dùng cái tâm này làm việc cũng dùng cái tấm này Đối người tiếp vật hãy đều dùng cái tấm này Người khác đối đại với ta thế nào Cứ mà kệ họ Đó là việc của họ Ta phải dùng chân thành Thanh tịnh Bình đẳng chánh giác từ bi Đối đại với tất cả chúng sanh Đây thật sự là phát bồ đề tâm nhất hướng chuyến niệm một phương hướng một mục tiêu một phương hướng là tế phương cực lạc thế giới một mục tiêu là thân cận a di đà phật niệm lao dần tự nhiên đắc được nhất tam bất loạn ba vị đại đức của chùa phật lai họ chính là phát bồ đề tâm nhất hướng chuyến niệm họ chính là như vậy mà tu hành họ không có phương hướng thứ hai không có mục tiêu thứ hai vì vậy mỗi người đều thành tựu không thể chuyến niệm không có gì đắt được nhất tâm Đắc được nhất tâm phẩm vị được nâng lên một cách đáng kể. Hôm nay thời gian đến rồi, chúng ta học đến chỗ này nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát lòng bồ đề hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc trong sanh tử luân hồi dù rằng biển nghiệp mênh mông núi tội chập trùng di đà từ phụ chưa hề xả bỏ mỗi một khát vọng tha thiết nào muốn về của đứa con tha phương thời thời đưa tay ra tiếp dẫn từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh cố hương xa cách đã bao thu khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ ta niệm di đà phật niệm ta thiên chân phụ tử cùng tương hợp Mai đây hội ngộ ở quê nhà Nói đến liên bang hai hàng lệ Diêm phù khổ thú thật bi ai Thế suốt thế gian nghĩ cho mãi Không niệm di đà thì niệm ai Phát tâm cúng dường Tịnh thất quan âm Địa chỉ website vô lượng thọ vn